Bạch sư, con cho con phép con hỏi một câu hỏi như thế này. Tại vì con có một người bạn đồng tu đang lúc dọn vệ sinh thì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con có nói là nếu mà niệm nơi chỗ ô uế như vậy không thanh tịnh thì nên mình niệm thầm trong tâm thôi. Nhưng mà người bạn ấy nói là có nghe một vị thầy nào giảng đó, nói là bất cứ nơi nào cũng đều niệm, lớn cũng không sao, không có vấn đề gì hết. Và bạch sư cho con một lời giải thích rõ ràng. Câu hỏi rất hay, thì cảm ơn cô. Để tôi cái này chung cho tất cả đấy. Nếu mà vô chỗ cầu tiêu, chỗ hôi hám, mình nên niệm Phật hay không? Trong kinh thì nói bất cứ chỗ nào cũng nên niệm, làm sao cho nó liên tục, đừng có gián đoạn. Rồi bây giờ mình vô cầu tiêu, chỗ nó dơ giấy, mình nên niệm Phật hay không? Còn nếu mà không niệm Phật thì nó gián đoạn. Còn nếu niệm Phật chỗ dơ giấy thì mình bất kính. Bây giờ phải làm sao? Phải vậy không? Trong kinh thì nói làm sao niệm Phật, làm sao nhớ niệm ngày đêm, đừng có gián đoạn, thì cái giảng sanh nó dễ dàng hơn. Còn nếu quên thì thôi, còn nhớ là phải niệm. Còn bây giờ vô cầu tiêu mình vẫn nhớ, mà cho nó hôi thối quá, vẫn có bất kính hay không? Thì chúng ta nên nhớ đạo Phật lấy cái tâm làm chánh. Khoan chưa, tôi chưa nói là khoan, chậm chậm đừng có gấp. Nhưng mà cái tâm nó còn cái phương tiện, còn cái phương tiện. Nghĩa là nếu mình đủ đầy đủ căn lành thì nên vừa có tướng có tâm luôn. Còn nếu mình không có, nói cái tâm không mà cái tướng mình chưa được là làm sao? Ví dụ giờ tôi khỏe, người Đức Phật dạy trong kinh dạy người sơ cơ, tức là bắt đầu niệm Phật đó, thì phải thân lại Phật, miệng niệm Phật, tư tưởng mới dễ nghĩ tới Phật. Còn những người khá rồi thì có thể họ không còn lại Phật, họ chỉ miệng niệm tâm nhớ. Còn có người cao hơn, người ta không cần lại, không miệng không cần niệm, người ta chỉ nhớ thôi. Được không? À, được. Nhưng mà mình tự cao mà nói tôi ngon lắm rồi, thôi giờ không lễ Phật, không miệng không niệm gì, chỉ nhớ thôi, mà làm không được thì giảng sanh không? Mình là lớp mẫu giáo mà mình nói giờ tôi ngon, tôi không thèm gấp dần nhị chân, tôi vô tôi đọc chữ, tôi làm thơ liền, làm được không? Ông bác sĩ nào cũng từ mẫu giáo lên hết. Còn nếu mà rối rôm thì phải theo phận rối rôm. Nhưng mà trường hợp bây giờ tôi biết tôi sơ cơ, tôi phải thân lại Phật, miệng niệm Phật, tâm nghĩ tới Phật, tôi mới bắt đầu niệm, thì cái này dễ nhất, phải vậy không? Nhưng bây giờ tôi nói thí dụ thôi, bây giờ tôi ra tôi bị tai nạn xe cộ, tôi chặt gãy ăn cái giò, rồi bây giờ tôi lại Phật làm sao lại được? Nhưng mà không lại là bất kính, phải không? Sai. Không lại là khi thân tôi lành lặn, tôi coi thường ra, tôi sơ cơ mà tôi bắt đầu như người ta, khỏi lại khỏi miệng gì hết, thì đây là cái sai lầm. Còn bây giờ tôi vẫn lại Phật ấy, nhưng mà cái chân tôi què, làm sao tôi quỳ xuống tôi lại được? Nhưng mà cái tâm tôi vẫn cung kính, vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, giảng sanh không? Đó. Thì tôi nói cái tâm là chánh. Nhưng mà coi chừng cái tâm mà mình ý tự cao, mà mình rối rôm, mình làm bộ bước lên cao, là coi chừng không giảng sanh. Nếu mình khỏe thì gắng cố gắng lại Phật, miệng niệm Phật, tâm nghĩ Phật rất là dễ, dùng cho người sơ cơ. Còn mình đã cao rồi, có thể mình khỏi lại Phật. Mình đã cao quá, cao tức là nhất niệm rồi đó, thì khỏi cần niệm luôn. Thân khỏi lễ, miệng khỏi niệm, tôi niệm thầm thôi. Tôi ngồi đây tôi giảng pháp cho quý vị, mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, giảng sanh không? À, giờ hiểu chưa? Hiểu chưa cô? Vậy khoan để tôi trả lời câu của cô cho nó sáng một chút. Vậy thì khi vô cầu tiêu có nên niệm Phật không? Nên niệm không? Chứ nếu chúng dự niệm ra tiếng thì mình bất kính, mình không hiểu gì hết. Chỗ vô giấy mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là hửi ba mươi hỏi ngày sáu. Nhưng mà khỏi cần dẫn, khỏi cần niệm Phật được không? Mình có thể niệm thầm. Vô cầu tiêu mình vẫn đi tiêu, vẫn dơ giấy, mà cái nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đừng có nhớ con, đừng nhớ cái hôi thối này, tập trung vào nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Phải niệm Phật không? Mà có cần niệm miệng không? Có cần tiếng không? Mà phải là niệm Phật không? Cái này là tránh có niệm Phật. Rồi trường hợp kẹt thì bây giờ mình phải làm như vậy thôi, mình chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật thôi, chứ mình đừng có để gián đoạn.
Còn nếu ra chỗ trong sạch rồi cứ niệm, rồi bữa nào mình thấy mình niệm mà nó còn tạp niệm phải la cho lớn là nhất niệm thì cứ la lớn cho nó nhất niệm. Còn khi nào mình thấy mình la lớn là yếu quá không được niệm nhỏ nó mới nhất niệm thì cứ niệm nhỏ. Thành đó quý vị thấy quý vị không nhớ chỗ đó tôi có giảng rồi, có người lại hỏi tôi, ví dụ quý vị nó dở chỗ đó, tôi muốn cạo tóc là chỗ đó. Hỏi tôi là niệm 4 tiếng hay niệm 6 tiếng sự. Rồi tôi nói 4 tiếng cũng vậy luôn, 6 tiếng vậy, nếu quý vị quen niệm 6 tiếng rồi thì cứ niệm 6 tiếng, mà nếu niệm 4 tiếng thấy nó tạp niệm thì cứ dục cứ niệm 6 tiếng. Còn mình đã quen niệm 4 tiếng rồi, giờ 6 tiếng nó tạp niệm thì cứ dục hai chữ Nam Mô. Nói không niệm Nam Mô là không có kính lại bất kính sư. Tôi nói cái Nam Mô làm gì bất kính. Bây giờ tôi có niệm Nam Mô mà tôi bất kính Phật được không? Tôi lại Phật mà tôi không kính Phật được không? Được không? Mà bây giờ tôi cứ không lại Phật mà cái tâm tôi cung kính được không? Thì đó mới là cung kính là ở cái tâm chứ không phải ở cái thân. Thành ra bây giờ nếu tôi niệm 4 chữ mà tôi tập trung được thì nhất niệm, mà 6 chữ nó tạp niệm thì làm sao? Mà nhất niệm tạp niệm đâu phải là 4 chữ với 6 chữ. Mà ở cái tâm mình, như mình quen niệm 4 chữ nó mới dễ đưa mình vào cái tâm, thì cứ niệm 4 chữ. Hiểu kịp không? Rồi bây giờ tôi niệm một chữ Phật, Phật không mà tôi dễ nhớ tới Phật A-di-đà, thì cứ niệm một chữ Phật. Còn bây giờ tôi nín thinh mà tôi mới dễ nhớ Phật A-di-đà thì cứ nín thinh. Cái quan trọng là nhất niệm chứ không phải là 4 chữ, 2 chữ hay 3 chữ. Nếu vậy thì bên chữ Tàu người ta niệm A-ni-tò-phúc, Nam-mô A-ni-tò-phúc. Rồi bên Ấn Độ A-mi-ta-phật-bu. Rồi cái nào giảng sanh? Cái nào cũng giảng sanh hết, là cái nào cũng không giảng sanh hết. Cái nào nhất niệm thì cái đó có phát nguyện thì giảng sanh.